Reuters đưa tin trong lịch trình đến thành phố New Orleans, bang Louisiana của Mỹ ngày 13 tháng 8, khi được hỏi liệu ông có kỳ vọng Iran dừng kế hoạch trả đũa nếu đạt được thỏa thuận tại Gaza hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden đáp rằng, đó là kỳ vọng của tôi. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nêu thêm, việc đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày càng khó khăn hơn, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của ông nhằm đảm bảo chấm dứt tình trạng thù địch. Ông nói, chúng tôi sẽ xem Iran làm gì và điều gì sẽ xảy ra nếu có cuộc tấn công, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày 13 tháng 8 cho biết đang nỗ lực thuyết phục đại diện Hamas tham gia đàm phán tuần này. Lực lượng Hamas ngày 12 tháng 8 đề nghị các nhà đàm phán đưa ra một kế hoạch dựa trên những lần đối thoại trước, thay vì phải tham gia một vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza vào ngày 15 tháng 8. The Times of Israel dẫn lời ba quan chức Iran nói trong ngày 13 tháng 8 rằng Tehran có thể tạm dừng kế hoạch tấn công Israel nếu các bên đạt đồng thuận về lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin là các quan chức an ninh cấp cao Iran cho biết Tehran và các đồng minh như lực lượng Hezbollah ở Liban có thể triển khai cuộc tấn công trực tiếp vào Israel nếu thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin đổ vỡ, hoặc nếu Iran nhận thấy Tel Aviv cố kéo dài các cuộc đàm phán. Nguồn tin cho biết trước nguy cơ xung đột tại Trung Đông lan rộng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trên đất Iran và chỉ huy cấp cao Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban cuối tháng 7, Iran những ngày qua đã có các cuộc đối thoại căng thẳng với Mỹ và các nước phương Tây khác để xem xét kế hoạch trả đũa. Ngày 9 tháng 8, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết, chúng tôi kỳ vọng phản ứng của Iran sẽ được tính toán và thực hiện theo cách không gây tổn hại đến thỏa thuận ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Iran ngày 13 tháng 8 nhấn mạnh, việc kêu gọi Tehran kiềm chế là đi ngược các nguyên tắc luật quốc tế. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby ngày 12 tháng 8 nói rằng, điều gì đó có thể xảy ra trong tuần này được thực hiện bởi Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Đó là đánh giá của Mỹ và Israel. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,